Lên đi, lên đây chưa Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý bà cô bác gần xa. Chúc tất cả quý bà cô bác gần xa có một buổi chiều xem video của Đạt thật là vui vẻ nha. Nay Đạt tiếp tục vác cây gần mốc này để mà đi kiếm cua. Kiếm cua để cho hai đứa con gái ăn. Giờ là, nói chung bây giờ đi bắt cua là chủ yếu là kiếm ăn thôi, chứ là đi bán là không bao giờ có khả năng nữa. Cua giờ nó hơi bị hiếm nha cả nhà. Với lại sắp tới một cua con à, đang tới một cua con à, cua dại á. Là một cua con của nhèm. Nói chung cua bự cũng 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 đi hết giáo rồi, đi đẻ đi biển hết rồi. Thì bây giờ lát là đi bắt cái có gì quay cho nhà xem. Phải cố gắng kiếm cua về ăn. Bây giờ sao nhỉ? Rồi, cả nhà xem video nha. Đây, đi một hồi thì phát hiện như được một cái dấu con cua mà không biết nó có ở không nha. Đây cái nhà thấy không? Hang này nè, cái mạ cũ nè. Cua này chắc nghi là đã cứ nghi ngờ thôi nha, chưa chắc chắn 100%. Để coi thử coi. Cua này chắc 50-50 nha. Cua này 50-50 đó nha. Đá không mà chết luôn. 50-50. Đá không rồi. Rồi xong rồi. Đá không rồi quý vị ơi. Cứng ngắc đi sao đau. Ôi da, chết rồi. Bị dập móng luôn rồi. Lấy cục đá này lên là bắt đường cua đó. Bảo đảm, bảo đảm. Lấy cục đá này lên bắt đường cua này cả nhà. Cái giấy rồi bây giờ đây nè, tắt máy một cái thì lấy cục đá ra nữa chứ không phải là cái gì vậy. Thế nhà ơi, sau một hồi 7749 môi cục này ra, môi hai cục này ra rồi cuối cùng cũng đụng rồi. Quá trời, hai cái tay nó ê ẩm luôn. Đụng mà không biết phải hay là đá nữa đi. Rồi, nó. Đá nữa hay gì đó, trời. Ơi cua cua. Cua cua cua, cua nha. Cua nha, cua, cua chứ phải đá.
Rồi xong. Lên. Rồi. Trời ơi, trời, cái màn hình. Cái đọt cái cần câu của mình, cái đọt móc của mình nó rụng với màn hình, nhìn thấy gớm không cả nhà. Đó, vậy sao coi. Mày tắt máy đặt 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 chùi cái. Đó, sáng lại đó. Sáng lại rồi, cua đâu tiêu luôn rồi. Giờ đây cái đi ông thằng ơi, thằng. Thằng đụng cụp 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 luôn. Đụng cụp cụp mà chấm bóng bóng là ăn cua. Rồi, cua. Cua cả nhà, cua chứ không phải là đá. Lên đi. Lên đây. Chưa. Đừng có cua đầu tiên nha. Trời ơi, cua này hai da. Cua này có cặp hay gì ta. Ui, đừng có cua đầu tiên. Đã chưa. Hả, quanh càng quanh ngoe luôn. Rồi đặt thọt móc xuống thử còn con nào nữa không nghe cả nhà. Wow, được con cua, con ly. Rồi, hết rồi cả nhà. Hết rồi nha. Hết rồi. À, bây giờ đặt xem. Lắp lại. Lắp một tảng đá lại. Ơi, bỏ đâu ạ? À? Im. Im. Yeah. Nên phải lắp lại cái đi rồi tính sổ với mày chứ coi đâu mà. Nhóc. Đây, xuống chỗ con cua này kìa. Ây da. Còn nào dòng đây không? Bắt luôn không phải. Rồi, con cua này chắc. Con này rất là chắc nha. Đó nha, thấy không? Con này không có cặp. Con này hết cặp rồi. Bây giờ này sẽ lấy dây đập chối cái. Để đi bắt tiếp cho nhà xem. Cả nhà đừng quên cho Đạt một like nha đây cả nhà. Như là một lượt đăng ký kênh. Để đón thêm video tiếp theo của Đạt nha. Rồi, chối con cua này cái. Đây, nhà. Đạt đi tới đây là tặng môi thử. Ai nhà nó có con cua nằm trống á. Cua nằm trống. Vừa xuống. Hốt liền. Tưởng là không có á. Cái hang cũng không có gì gọi là. Cua này cũng bự quá nha. Ở cua nãy nha. Ra ra ra. Trời ơi, càng cái đâu vậy? Càng cái đứa tiêu vậy? Rồi, cua này hai da. Hai da là cặn luôn rồi, nó cắn cái cạn luôn rồi cả nhà ơi. Rồi xong, nó cắn cái cạn luôn rồi. Cua này hai da nha. Cua này rất là chắc. Cua hai da là sao cả nhà biết không? Tại vì con cua này á, nó bị cắn lộn rồi nè. Giờ cái nó bị mọc càng mới á, nó sắp lột á. Ơi, cua này hình như là cua cặp nè. Cạn nó hơi bị chạy nha. Thử coi, có nó trọng nè. Có một con rồi cả nhà. Ở trên kia một hang nữa kìa. Có một con này cái lên cái con cua kia kìa. Cả nhà đợi mình một xíu nha. Cả nhà đợi Đạt xíu nha.
qua trên không có, nó xuống dưới nở rồi. À, đi tiếp thôi mọi người ơi. Gạt mình tôi không có mà không phải ăn cua nha. Nha, ở dưới gốc cây này có con cua nè, ém nó được rồi, ém bằng cái này nè, nó đang kẹt vô trong cái dãy này nè. Dạ. Mình đang cua cái nha. Đây. Thấy không? Con này giống con ghẹ dưới tay. Nó nào nữa. Mò vô kiếm mấy con tôm càng mà đụng nó luôn. Này giống con ghẹ lắm cả nha. Đây. Cua nhìn giống con ghẹ không? Này cua gì đó? Cua sen nữa hả? Chắc con ghẹ với con cua gì. Sao mà cả nhà thấy rõ đâu. Thấy như con ghẹ à. Rồi bây giờ là sẽ trói luôn nha. Hình quá. Ở đây tính mò kiếm mấy con tôm. Vô đụng nó luôn. Hết phản nha em. Rồi không có con dây nào luôn. Từ là kiếm dây được trói con cua này cả nhà ơi. Đúng. Đâu cá. Đã chưa? Không có cái nón này là nó cắn te cái tay luôn. Mất quá rồi. À cái này đừng con nữa nha cái nhà. Con này ốp nha. Con này nó không được ngon nha. Nhưng mà vẫn có là con cua. Nhờ sự hỗ trợ của cái nón. Trói con cua này nha. Nó có tôm càng. Nó đúng cua lột.
Cua này bị thần trúng rồi. Rồi. Má ơi, nằm trong đây nè. Nằm trong cái dừa nè, nằm kính mít trong đây nè. Thấy không, cả nhà thấy cua này thần trúng không? Thần trúng á. Cua này kẹp không có đau nha. Cua này cua lột, mềm xèo à. Thần trúng rồi. À, cắn đi nè, cắn đi, cắn đi. Ê, 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 ê. Giỡn với cả nhà tí xíu thôi, cho vui thôi nha. Chứ cua này không có đau. Giờ là sẽ bỏ vô luôn nha, không có chối nha. Cua này cua lột nha. Cua này có tâm càng. Còn nó bói mùa qua rồi con bói tâm trạng này nắng quá không có tâm trạng gì rồi trạng thấy mùa mưa mưa xuống nước ngọt hết á hốt bụng con đi tôi nghe hốt bụng con nè một phía cua này ao hẳn nó đừng cua đừng con nữa dấu nó bấm anh em là bắt cua thấy ha dấu bấm quật quật lên xuống hang nằm dưới đây nè rồi bắt đầu mò tiếp nè đây đừng hư quá vậy cái đống mà nó bự còn cái đống mà nó muốn cáo mấy cua này có không nha nhờ sự cái nón nữa cũng chân rồi cả nhà quá cua chà bá là mà cùng nha chắc con cua nãy cua nè quá gì ngon cá bắt cua kìa có con tôm nữa kìa bắt
sò hỏi đây, hỏi cha có mệt không? Trời. Cha ơi, cha có mệt không? Cha có mệt không vậy? Nào nha, nào nha. Hả? Thèm cua lắm rồi. Chị hai kìa. Mấy em con chim chích chòe ngu ngốc của cha. Đây, cua con. Ưng cua này nó chết luôn rồi. Con chích queo, con lọt chích queo. Em xuống nè, em xuống cho con nè. Cha. Cho con xuống. Hả cha. Hả cha. Hả cha. Nè, mẹ nấu cháo cho ăn nha. Nha. Nè, tôm hồng nè. Tôm hồng nè. Con cạn nè. Ê trời trời, xúc xúc xúc. Xúc cái chừng. Con cạn nè. Béo, giữa đi con, giữa bỏ tủ lạnh đi nấu cháo. Bỏ đi thao đi lấy mẹ rửa cho. Để trong thao chén á. Dạ. Để trong thao chén nó rửa. Mày cũng xúc da mày kẹp cũng cám cát rồi nữa. Nhiệt tình. Ôi đất ơi. À. Thao đâu đi mẹ? Thao chén nó bỏ vô đó. Quá mệt lậu lúc với cầu làm sát lậu vậy. Không lậu. Có xe ai gian chứ hả? Lậu vòng xong mà xe gì mà gian. Ủa, hai con tôm này chết rồi hả cha? Con này gian lắm hả? Ê, con sống kìa. Nó còn bò được mà cha. Có không? Cua sốt cà chua không? À được, cũng được. Kệ. Ok. Trong máu miền Tây. Con này ốp sọt. Con này chắc. Mày không sống không á? Chết luôn rồi. Chết rồi chết. Giả bộ đó. Cô sen, ê đừng có nhỏ nữa. Yeah. Rồi, bây giờ Đạt xin chào tạm biệt, hẹn lại cả nhà ở clip tiếp theo luôn nha. Thì cả nhà thương thì cho Đạt một lượt đăng ký, một lượt đăng ký kênh để chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Chào tạm biệt, hẹn lại. Bây giờ là lấy hai cá này cho mình đệ tử nè. Để coi video của cha coi. Đệ tử. Cho mày này đệ. Cha coi cha à. Chèo cho. Trời ơi cho nó ăn nữa. Cho con bìa ăn đi. Bìa là nào? Bìa đó. Ừ. Ăn bìa. Đây. Nằm mày ngủ. Còn mày cá không cát luôn á. Đâu có nó đâu, còn gì là nó. Vô. Đâu có nó đâu mà nó là.